xin mến chào các bác yêu Phong Lan trên toàn quốc. Thưa các bác, thì em đã nhận được một cái món quà, trong đó thì gồm có 5 chiếc áo rét và đã được hội yêu Lan rừng, mà đã được anh Nguyễn Quốc Tư là thay mặt ban quản trị ủy quyền cho tôi và nhờ tôi có trao 5 cái suất quà này cho 5 cái người già cô đơn không nơi nương tựa đang được nuôi dưỡng tại trung tâm. Vâng, xin thưa với các bác, thì em đã tập hợp các cụ lên hội trường và bình bầu những các cái cụ mà có những các cái thành tích cũng như là có nhiều những các cái sự cố gắng trong những các cái cuộc sống thường ngày, ví dụ như tinh thần đoàn kết, rồi tương thân tương ái, trợ giúp lẫn nhau, và đã chọn ra được 5 cụ để đủ cái tiêu chuẩn để nhận cái món quà của hội yêu Lan rừng tặng cho các cụ. Vâng, xin mời các bác theo dõi. Chúng tôi là các cụ, là một thành viên trong hội yêu Lan rừng. Đây là một cái hội ấy, là tập hợp những người mà yêu Phong Lan trên toàn quốc. Chúng tôi có chung một cái sở thích, đó là yêu và chơi Phong Lan. Chúng tôi sinh hoạt ở trên hội ấy, với cái mục đích ấy, chia sẻ cho nhau những các cái kiến thức và những các cái kinh nghiệm trồng và chăm sóc Phong Lan. Và bên cạnh đó thì là một số những các cái anh các chị có những tâm rất là sáng tổ chức các cái hoạt động từ thiện. Và xin thưa với chú cụ ấy, mà cái số tiền mà lấy được ở đâu để cho hội làm từ thiện ấy, thì cũng xin thưa với các cụ là đó cũng đó là cũng từ những các cái kênh Phong Lan ấy, được mọi người tặng cho hội và được ban quản trị của hội là đấu giá và lấy cái số tiền đó làm từ thiện. Đấy. Thế thì hôm nay ấy, thay mặt cho ban quản trị và đặc biệt ấy, là thay mặt cho anh Nguyễn Quốc Tư là quản trị của cái trang mà hội yêu Lan rừng. Cái thứ hai nữa là bác Hùng Sài Gòn và anh Minh Tuyên Quang cũng như là vườn Lan Thanh Hằng là xin trao và gửi đến cho các cụ là 5 chiếc áo ấm và với trị giá là 1 triệu đồng. Thế thì xin thưa với các cụ ấy, là bản thân tôi là những người mà quản lý ở trung tâm này, thì tôi cũng vừa đã tìm và chọn ra được 5 cụ. Tôi xin thay mặt cho ban quản trị là trao đến cho các cụ, và cũng như là tôi sẽ thay mặt các cụ là gửi đến ban quản trị cũng như toàn thể các anh chị trong nhóm yêu Lan rừng lời cảm ơn và kính chúc sức khỏe các anh chị và các bác trong nhóm yêu Lan rừng là một năm mới mạnh khỏe. Thế thì xin thưa với các cụ và các bác là cái năm 2018 rồi hội yêu Lan rừng thì cũng đã có những số tiền rất là lớn, hàng tỷ đồng để giúp đỡ cho các cháu mà nó các gia đình đã có các cái bệnh nặng đi từ thiện và gia đình không có tiền đi nữa. Trong đây thì với cái liên lạc của tôi thì các anh ấy trao và tặng cho các cụ để tặng cho 5 cụ mà có những các cái thành tích điển hình hơn. Thế là bây giờ xin mời 5 cụ có tên vừa rồi gửi lên nhận quà. Đây xin thưa với các cụ là cái quả ấy, các anh gửi về là như thế nào thì còn đang nguyên như vậy. Đấy, và bây giờ là trước họ để tôi mở ra.
quầy. Tắt video đi nha. Em mới cái máy.